Dạ, lời nói đầu tiên thì Mai xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương đến tất cả quý vị quan khách có mặt trong hội hôn ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin thay mặt cho ekip của vợ Mai xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị, và cũng không quên chúc cho hai bạn Phương và Ngân được trăm năm tình viên mãn. Và thưa quý vị, thì sau đây Mai xin được gửi đến tổng thể tất cả quý vị một bài hát, một sáng tác của nam nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, ca khúc được mang tên Về Đêm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Vui bên nhau cho hết đêm thơ, tình yêu sẽ mong.
Bài nữa hả? Bài nữa. Giờ